Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sau đĩa bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị S68 này. Với cái máy nhận diện quân vị S68 này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha. Anh em đi chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em mới có thể bịp được người ta. Ngày xưa, anh em muốn bịp người ta, tất nhiên anh em phải luồn bát, hoặc luồn đĩa, hoặc luồn quân. Nhưng bây giờ thầy đuổi 4.0 rồi, anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một cái máy duy nhất, đó là cái máy nhận diện quân vị S68 này đi thôi, là anh em vào sòng và sới, là anh em làm chủ chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bị người ta. Anh em nhá, anh em như thế này, cái máy nhận diện quân vị này bởi tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Ví dụ anh em biết địa phương anh em chơi quân gì, thằng nào ngoài villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều hết. Anh em biết chỗ chơi anh em chơi quân gì, anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi. Ví dụ chơi quân tú, tôi sẽ mua một cỡ bài giống ở trong sới chơi và tôi sẽ nhận diện ở nhà đi. Hoặc thăng long cũng như thế anh em nhá, quân và bát đĩa hoàn toàn là xe chín, anh em cứ nhận diện trước ở nhà đi. Và anh em đúc cho tôi cái máy này vào người là anh em làm chủ chơi. Anh em lưu nhá, cái máy này dùng hoàn toàn bằng sạc điện. Sạc điện thì anh em biết rồi, chơi ít nhất 15-16 ngày nó mới hết được pin, anh em mới sạc 3-4 tiếng, anh em chơi thoải mái, chơi lửa tháng cũng không nói hết pin anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn cách sử dụng và test thử luôn anh em. Bát đĩa và quân cán hoàn là dây chín rồi. Bây giờ test thử bát đĩa này, tôi test thử như này, nhưng cuối cái video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là dây chín, tôi kiểm chứng luôn cho anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em và hướng dẫn. Ví dụ địa phương tôi chơi tú đi anh em nhá, tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một quân bài, quân này là quân của sới, tôi biết là sới nó chơi quân bài rồi, tôi sẽ mua một cỡ bài ở ngoài hàng tạp hóa về để tôi cho máy nhận diện. Bởi vì nhà mình đã lập trình được tất cả các màu quân, nó chỉ cần nhận diện được màu quân là vào sòng và sới là nó chiến thắng, cứ khoảng cách 3 mét hết về nó sẽ nhận diện được anh em nha. Anh em đi chơi ở nhà, anh em bật sắt đi, bật lên nó sẽ tín hiệu và tôi sẽ nhận diện được màu quân nhá. Ví dụ thằng nào hay villa cũng như thế, anh em nhận diện trước ở nhà đi và anh em vào sòng và sới là anh em làm chủ chơi, quân cán và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín rồi anh em nhá. Anh em mua hàng, anh em cầm quân cán bát đĩa đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá, kiểm chứng luôn cho tôi 100% là xanh chín anh em nhá. Lá bài này nó đã hết tác dụng rồi bởi vì nó đã nhận diện ở nhà anh em nhá. Bây giờ tôi quay video ạ, tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn với cái độ nháy nó như nào. Còn đâu tí nó đúc mọi người chỉ mình tôi biết thôi anh em nhá. Tứ tử nó không thu được màu nào, tất nhiên mé nó không dùng, nó ba đen hay ba trắng, nó thiếu một màu nó sẽ dùng một cái và nó sẽ nháy đèn một cái anh em nhá. Sấp hai nó thiếu hai màu, nó sẽ dùng hai cái. Ba đen hay ba trắng đều như thế, thiếu một màu nó sẽ dùng một cái. Tứ tử không có màu nào nó sẽ không dùng anh em nhá, bởi vì nó không thu được màu nào anh em nhá. Bây giờ tôi kiểm chứng, tôi sóc thử cho anh em nhá. Tứ trắng sóc rồi, nháy hai đèn và rung hai cái, tất nhiên trong bát trong đĩa sấp hai rồi, đánh cả 1 tỷ và sấp hai mở này, không bao giờ có chuyện sai, chồng quân hay chồng vị máy đều nhận dạng diện được hết anh em nhá. Tiếp này, nháy một cái và rung một cái, trong bát trong đĩa tất nhiên lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ mở này, ai đắt tiếng lẻ chỉ có ra đây mà thôi, mở này không bao giờ sai. Ba đèn này anh em này, qua 2-3 tiếng bạc tôi để ra cái bát rung để cho anh em cảm nhận thôi, bởi tôi sẽ đúc vào người rung chỉ mình mới biết được, người cạnh không thể biết được anh em nhá. Anh em đứng ở trên có thể chơi được, cứ khoảng cách 3 mét nó nhận diện hết các màu con mình anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ này, bán lẻ ai đấy tính lẻ chữ ra đi mà thôi, mở này không mà sai. Ba trắng anh em này, tiếp này, anh em nhìn nha, quân nặng được, bát đĩa nặng được anh em nha, bát đĩa và quân cán hoàn toàn xanh chín rồi, máy không rung, nó không thu được màu nào, tất nhiên nó là tứ tử rồi, đánh 200 triệu vào Senko cho tôi, đánh sập luôn cả bảng vị anh em nha, mở này không mà sai, tứ tử đen này anh em này, tiếp này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá. Tôi khẳng định luôn, cái hàng này hàng nhập, vừa nhập từ Macau về anh em nhá, chỉ nhà tôi có rồi anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ này, mở này không bạ sai. Ba trắng này, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này, anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình chia số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này, máy báo rung một rồi,
trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này. Ba đèn này anh em này, anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện quân vị này như nào chưa anh em nhá? Anh em đi chơi chỉ cần mang cho tôi cái máy nhận diện này thôi là anh em làm chủ chơi, bát đĩa và quân cán hoàn là danh chí rồi. Bây giờ tôi sẽ để tay bát để tôi nhận lập tiếp để cho thiếu mặt vị, để cho anh em dùng và anh em cảm nhận thế nào. Sâm hai nó thiếu hai mặt, nó sẽ dùng hai cái này anh em này. Anh em biết hiệu quả như nào chưa? Tứ tử nó không có màu nào, nó sẽ không dùng anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng alo trực tiếp cho mình trên số lạ trên màn hình anh em nhá. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em cầm bát đĩa cuốn cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Bởi tôi sẽ tắt máy đi và tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em để cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Xong anh em lại bảo tôi giàn dựng video anh em nhá. Bởi tôi sẽ đập bát cho anh em và đập đĩa cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Tôi đập đĩa cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Cảm ơn anh xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra một video mới để giới thiệu cho anh về đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đĩa bịp. Hôm nay giới thiệu cho anh một sản phẩm, đó là máy nhận diện L9 anh em nhá. Với cái máy nhận diện L9 này, anh em muốn vào sòng vào sới, ngày xưa anh em bắt buộc phải luồn những cái bộ quân vị vào hay là cái bát hình, cái đĩa hình vào. Nhưng bây giờ công nghệ 4.0 rồi, nhà tôi đã những cái ưu điểm và nhược điểm, nhà tôi đã thiết kế ra cái máy nhận diện quân vị L9 này. Mấy cái quân lấy mấy cái máy này, anh em đi chơi không cần mang bát đĩa quân vị nha anh em nha. Bát đĩa quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em nha. Bây giờ tôi vào thực tế luôn, tôi sử dụng luôn cái máy này xem có hiệu quả không anh em nha. Như anh em cô ta cùng tôi xem hết cái video này để cảm nhận nó anh em nha. Đầu tiên tôi sẽ test bát đĩa hoàn toàn là xanh chín rồi anh em nha. Bây giờ anh em có thể luồn cái bộ quân vị vào những cái sòng cái sới lớn á, hoặc là cái bát hình, cái đĩa hình nó rất khó anh em nha. Nhà mình đã cải tiến hơn, anh em mới đi chơi anh em chỉ cần mang cho cái máy này thôi, nhận diện là tất cả mọi quân thăng long hay villa, quân bài, quân tú đều hết. Dung nhá anh em, nhìn nhá, dung là dung trực tiếp lên cái máy này, không phải qua bất cứ bộ phận nào cả anh em nhá. Máy thì dùng hoàn toàn là sạc điện rồi, sạc điện này anh em chơi ít nhất 5 bữa rửa tháng nó hết pin anh em nhá. Cứ khoảng cách từ mét rơi hết về nó sẽ nhận diện tất cả mọi quân, bởi vì nhà mình đã thiết kế 6 camera soi tứ phía anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần biết địa phương anh em chơi con gì thôi, anh em nhận diện trước ở nhà đi rồi vào sòng và sới nó sẽ tự cảm nhận được lẻ nó thiếu một màu nó sẽ dùng một cái, sấp hai chênh lịch hai màu nó sẽ dùng hai cái, và tương tự không có màu nào nó sẽ không dùng anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều, tôi vào thực tế luôn anh em nhá. Bây giờ bộ bài xanh chín này, ở địa phương tôi chơi chơi là chơi con bài, còn ở địa phương anh em chơi con gì được anh em nhá, thăng long vi la nó được hết. Đây ví dụ là cái màu của sới đi, là con bài, anh em mua một cái bài giống hệ màu sới đi anh em nhá. Tôi bật công tắc lên này, bật công tắc lên nó sẽ khởi động camera anh em nhá. Anh em sẽ nhận diện trước đi, nhận diện trước ở nhà đi 5-10 giây rồi anh em bỏ cái lá bài này ở nhà, còn đâu anh em chỉ cần cầm cái máy đến cuộc chơi là anh em chiến thắng anh em nhá. Bởi tôi cắt lá bài ở sới luôn anh em nhá. Ví dụ quân trăm năm hay quân bài nó cũng như thế anh em nhá, độ chuẩn xác nó lên tới 100% luôn, tôi khẳng định luôn. Anh em nào có nhu cầu ạ, đến ở cửa hàng thử hàng trực tiếp anh em nha. Bây cái lá bài ở nhà mình đi bỏ đi anh em nha. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào đèn và cái độ rung của nó như thế nào anh em nha. Tứ tử không có màu nào nó sẽ không thu được màu nào, nó sẽ không rung. Ba đen hay ba trắng nó thiếu một màu nó sẽ rung một cái này và nó nháy đèn một cái. Sốc hai hai màu thứ hai màu nó sẽ rung hai cái. Ba đen hay ba trắng nó đều rung một cái. Tứ tử không mà dùng nó thiếu, không thiếu màu nào anh em nha. Bây giờ tôi vào thực tế tôi sóc thử luôn cho anh em nha. Cứ khoảng cách từ biết rơi hết về nó sẽ thu được tất cả mọi quân, anh em chỉ cần biết địa phương anh em chơi quân gì, anh em hãy nhận trước ở nhà đi, cứ đặt xuống 2-3 giây nó sẽ thu được anh em nha. Nó không thu được màu nào, nó sẽ không dùng anh em nha. Đánh 200 triệu Senko tứ tử, không biết tứ tử đen hay tứ tử trắng, mở này tứ tử trắng anh em này, đồ đạc rất chuẩn chỉnh anh em nha. Tiếp này anh em nhìn nhá, quân nặng được, chỉ cần biết anh em nhận diện trước ở nhà đi. Dù một cái tất nhiên là lẻ rồi, đánh 200 triệu là lẻ, mở này không biết ba đèn hay ba trắng này, những em cô ta cùng tôi đánh sập luôn bảo vệ, mở này ba đèn anh em này, qua 2-3 tiếng bạc ạ, tôi để ở ngoài để cho anh em nhìn được cái dung và cái đèn nó như nào. Bây tôi đúc vào người anh thử luôn anh em nhá, cứ khoảng cách từ 2.5 mét ai làm cái ai sóc hãy được hết anh em nhá. Tiếp này anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Máy báo không dung,
tất nhiên nó là thứ tử rồi, không biết thứ tử đen thứ trắng, mở này vẫn là thứ tử trắng này anh em này, đổ đạt rất chuẩn chỉ anh em nhá. Người có thể sai chứ tôi khẳng định luôn, máy móc không bao giờ có thể sai được anh em nhá. Những anh em thua tha cùng tôi đến cửa hàng tôi thử hàng trực tiếp cho dễ anh em nhá. Máy này không dùng nữa, tất nhiên nó lại là thứ tử, đánh xong luôn cả bảng vị anh em nhá. Mở này thứ tử trắng hay lên thứ tử đen này anh em này, đổ đạt rất chuẩn chỉ anh em nhá. Kỷ niệm cho anh 2-3 tiếng bạc nữa này, tôi khẳng định luôn cái máy này chỉ có nhà tôi có độc quyền anh em nhá. Máy báo không hai cái rồi, tất nhiên sắp đôi rồi, đánh 5 triệu và sắp đôi. Mở này không bảo có chuyện xài anh em nhá. Kỷ niệm cho em 1 tiếng bạc nữa này, anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Máy vẫn báo rung hai, tất nhiên sắp hai rồi, đánh 5 triệu và sắp hai. Mở này không bảo có chuyện xài anh em nhá. Anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện L9 này như nào rồi, anh em lưu nhá, anh em đi chơi ạ, chỉ cần mang tôi cái máy nhận diện L9 này thôi, còn bát đĩa của quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Bởi vì nhà mình đã thiết kế 6 camera rồi, anh em chỉ cần biết địa phương anh em chơi còn gì, anh em nhận diện trước ở nhà đi anh em nhá. Lẻ dùng một cái, sấp hai dùng hai, tứ tử dùng. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình số điện thoại trên màn hình. Nhà mình có 2 sở, bến xe Mỹ Đình, bến xe Gia Bát. Anh em nào còn đâu mang bát đĩa quân vị của anh em đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá. Cảm ơn xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đi bịp. Nhưng anh em đang thua tha, xa bờ, muốn vào bờ an toàn hoặc muốn lấy lại gì đã mất, hãy cùng tôi trải nghiệm video này xem có lấy lại gì đã mất không anh em nha. Ngày xưa anh em biết rồi, anh em muốn bịp người ta vào những cái sòng cái sới, anh em bắt buộc phải luồn những cái bộ vị không tang vào, hay là cái đĩa hình, cái bát hình vào. Nhưng bây giờ người khôn của khó rồi, luồn những cái bộ vị không tang vào hay là bát hình, cái đĩa hình nó rất khó anh em nha. Nhưng cái ưu điểm và nhược điểm anh em lưu ý này, nhà tôi đã thiết kế ra cái máy nhận diện laser này. Với cái máy nhận diện laser này, anh em đi cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha, bát đĩa quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em nha. Anh em lưu ý này, anh em chỉ cần biết địa phương anh em chơi quân gì thôi, Thăng Long hay Villa, quân đóm, quân bài, quân tú đều hết, nó sẽ nhận diện được màu của các loại quân anh em nha. Anh em biết là sòng sới anh em chơi quân gì thì anh em nhận diện trước ở nhà đi. Anh em mua quân là quân ở ngoài tà hàng tạp hóa nhé, cứ giống hệt quân sới là anh em chiến thắng anh em nhá. Anh em hiểu này, cái máy nhận diện laser này dùng hoàn toàn pin tiểu, anh em biết pin tiểu rồi, chơi nhất 1-2 ngày hết pin anh em nhá. Dùng là dùng trực tiếp lên cái máy này, không phải qua bất cứ bộ phận nào cả, lẻ nó sẽ tự khắc dùng cái, sấp hai nó dùng hai cái và tứ tử nó không dùng anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào test thử luôn cho em vài 3 tiếng bạc. Đầu tiên tôi sẽ kiểm chứng cho anh em bát đĩa quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Anh em mang bát đĩa quân vị đến cửa hàng tôi thử hàng trực tiếp. Nhà mình ở bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Gia Bát anh em nhá. Ở Sài Gòn ra bến xe miền Đông. Ví dụ ở địa phương tôi thường thường chơi quân tú anh em nhá. Tôi sẽ lấy một lá bất kỳ anh em nhá. Ví dụ sới đang chơi quân tú đi anh em nhá. Đây, sới chơi quân tú của tú đi anh em nhá. Bây giờ tôi sẽ bật lên máy lên á và khởi động á. Đây cái laser của nó, anh em đi chơi anh em ở nhà anh em bật trước đi. Tôi sẽ mua một lá, một cỡ bài giống hệt ở ngoài ngoài hàng tạp hóa giống hệt sới anh em nha. Tôi chuyện bất cười, đúng cái màu giống của nó nha anh em nha. Anh em đặt lên máy khoảng 5-10 giây, nó sẽ nhận diện được cái màu của quân anh em nha. Cứ khoảng cách 2-3 giây hết về nó sẽ rung anh em nha. Lẻ rung và sấp hai rung hai cái tư tưởng rung. Quân bài hay quân tú, quân thăng năm hay quân đóm đều hết anh em nha. Đây 5-10 giây nó đã nhận diện được hết rồi. Anh em nhận diện ở nhà đi và anh em tắt cái đèn laser để đi anh em nhá. Zoom là zoom trực tiếp với nó. Tôi quay video ạ, tôi sẽ để ra cái bát để cho anh em nghe và cảm nhận của tôi. Còn đầu tiên tôi đúc vào người chỉ có mình tôi biết anh em nhá. Bây tôi cắt lá bài của sới này anh em này. Ví dụ anh em chơi con thăng long thì anh em nhận diện trước ở nhà đi. Anh chơi villa hay chơi con đóm thì anh em nhận diện trước ở nhà đi anh em nhá. Cứ đến bật cái máy lên là anh em có thể chơi anh em nhá. Tứ tử không có màu nào thì nó sẽ không rung anh em nhá. Lẻ ba tiên hay ba trắng nó thiếu một màu nó sẽ rung một cái. Sấp hai sự chinh nghịch nó sẽ rung hai cái anh em nhá. Ba đen hay ba trắng nó đều rung một cái anh em nhá. Tứ tử không màu nào nó sẽ không bao giờ rung anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sắp thử nó cho anh em vài 3 tiếng bạc anh em nhá, để cảm nhận được anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình tư vấn cụ thể số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong ba trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ. Mở này không mà sai, ba trắng anh em này.
anh em lưu nha, quân nặng được, bát đĩa nặng được, quân vị hoàn toàn là xây chín, bát đĩa hoàn toàn là xây chín anh em nhá. Cứ khoảng cách 2.5 mét hết về được, ai làm cái ai xong cái được anh em nhá. Máy vẫn báo dung một, tất nhiên là lẻ rồi. Mở này, ba trắng lên ba đen này, chồng quân lên chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Tiếp này, máy báo cũng dung rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là tứ tử rồi. Tôi không biết anh tứ tử đen hay tứ tử trắng, đánh 50 triệu vào Senko tứ tử. Mở này, tứ tử trắng này anh em này. Qua vài tiếng bạc tôi để ra bát dung để cho anh em nghe và cảm nhận, bởi tôi đúc luôn vào người chỉ mình biết thôi. Cứ khoảng cách từ 2.5 mét hết về là được anh em nhá. Tiếp này, anh em nhìn đây, quân nặng được, thăng long hay villa, quân bài, quân tú đều hết, quân hoàn toàn là xanh chín này anh em nhá. Máy báo dung một rồi, trong bát trong đĩa lệ là lẻ rồi, đánh 500 triệu vào lẻ này. Mở này, không bạ sai, ba trắng này anh em này. Tiếp này, kỷ niệm cho anh em vài ba thứ bạn. Anh em là có nhu cầu alo trực tiếp mình tư vấn cụ thể hơn anh em nhá. Máy báo rung 2 rồi, bạc đi rồi, tất nhiên trong bát trong đĩa sấp 2 rồi, đánh cả 1 tỷ sấp 2. Mở này, không bao giờ có chuyện sai anh em nhá. Anh em đi nhá, quân nặng được, thăng long hay villa, quân tú, quân bài hết anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em thứ bạc nữa này. Máy báo rung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này. Mở này, không bà sai, ba đèn này anh em này. Bây tôi lại để ra cái bát để tôi lập quân tiếp để cho anh em cảm nhận được anh em nhá. Ví dụ sấp 2 nó sẽ dùng hai cái để chênh lệch anh em này. Ba đen hay ba trắng nó đều dùng một cái này. Anh em thấy độ chuẩn xác của cái máy laser nhận quân viện như nào rồi? Anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp xuống tại trên màn hình anh em nhá, để được tư vấn cụ thể. Anh em lưu nhá, quân hạng được, thăng long hay villa, quân bài của được hết. Anh em chỉ cần biết chỗ chơi anh em chơi con gì thôi, anh em nhận diện trước ở nhà đi, độ chuẩn xác của nó là 99% anh em nhá. Cảm ơn xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho bồn đánh sau đêm bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy thu âm quân vị V68 anh em nhá. Với cái thu âm quân vị V68 này, anh em đi chơi muốn bịp người ta không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em có thể bịp được người ta anh em nhá. Anh em lưu ý, bởi vì cái máy thu âm quân vị này nhà mình nó lập trình được những cái tiếng nhẹ của bộ quân anh em nhá. Bộ quân nào cũng được, thăng long hay villa, quân đóm, quân bài đều hết, bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhẹ bộ quân anh em nhá. Còn những cái tiếng người nói trong sới bạc nhá, anh em lưu ý nó không thể được nhận được nha anh em nhá. Anh em đi về, cứ cần cái sóc lên, những cái bộ vị nó sẽ nhảy anh em nhá. Về lẻ nó sẽ tự khắc rung một cái, mà về chẵn nó rung hai cái. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhảy trong bát trong đĩa anh em nhá. Anh em đi về, cứ khoảng cách ngồi từ 2 mét hất về là nó thu âm được hết anh em nhá. Anh em đi về, ai làm cái ai sóc cái đều được hết anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng của nó như thế nào và hiệu quả nó ra sao anh em nhá. Anh em lưu này, đây là bộ bát đĩa xanh chín để tôi thử luôn cho anh em nha, anh em nhá. Bây giờ tôi kiểm tra luôn bát đĩa này, tôi xoay như này, như cuối cái video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa cho anh em nhá, để kiểm chứng cho anh em bát đĩa và quân cán hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Cái máy thu âm quân vị này sạc hoàn toàn bằng điện anh em nhá, sạc 2-3 tiếng anh em có thể chơi được 7-8 tiếng đồng hồ anh em nhá, rất phù hợp cho anh chơi đồi núi anh em ạ. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Bắt đầu anh em đi chơi, anh em sẽ khởi động nguồn lên để nó lập trình lại những cái tiếng nhảy của quân anh em nhá. Anh em lưu này, cái sắp xong cứ nảy quân nào nó sẽ báo anh em nhá. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn này và nháy nhó như thế nào và rung nó như nào. Còn nó tí nữa tôi đúc vào người ạ, rung chỉ mình biết thôi, người ngồi cạnh không thể biết được anh em nhá. Vì về mặt vị nào sẽ rung mặt vị đấy này. Đây, đèn nhé một cái và zoom một cái, tất nhiên nó là lẻ rồi anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sắp thử nó cho anh em vài ba tiếng bạc này. Cứ cái sóc sóc, cái này sóc này, nghe bộ quân nhảy nó sẽ thu được hết những tiếng nhá. Còn tiếng người nó không bao giờ thu được anh em ạ. Nhảy một cái tất nhiên là lẻ rồi, đánh 500 triệu vào lẻ này. Mở này, không bao xài, chồng quân hay chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Tiếp này, anh em để ngang hay để dọc được hết, nó sẽ thu được hết tiếng quân anh em nhá. Nháy hai cái và rung hai cái, tất nhiên là chắn rồi, đánh 1 tỷ vào mặt chắn cho tôi. Mở này, không bỏ xài, tứ trắng anh em này. Tiếp này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Anh em nhanh tay alo số điện thoại trên màn hình để tư vấn cụ thể hơn anh em nha. Vẫn nháy hai đèn, tất nhiên trong bát trong đĩa tất nhiên chắn rồi, đánh 1 tỷ mà chắn bán chắn này, ai đắt tiếng này chỉ có ra đi mà thôi. Mở,
không bỏ xài, sấp đôi đấy anh em này. Qua vài tiếng bạc ạ. Tôi để ra cái bát này để cho anh em nhìn cái độ nháy của nó và cái rung nó như thế nào. Bây giờ tôi sẽ đúc vào người, rung chỉ mình biết thôi, người còn cạnh không thể biết được anh em nha. Tôi đúc luôn vào người, tôi đánh thử luôn cho anh em này. Sấp hai sấp tiếp này. Anh em để ngang hay để dọc đều được hết anh em nha. Máy báo rung một rồi, rung chỉ mình biết thôi, người còn cạnh không thể biết được. Đánh 1 tỷ vào lẻ này, mở này, không bỏ xài, ba đen này anh em này. Tiếp này. Máy báo rung 2 rồi, trong bát trong kia tất nhiên sấp 2 rồi. Đánh cả 1 tỷ và sấp 2 họ chắc này anh em này, mở này, không bao giờ có chuyện sai anh em nha. Tiếp này. Máy báo rung 1 rồi, cứ gần cái sắp xong ạ, những cái bộ quân nó nhảy xuống, nó sẽ thu âm được tất cả nha anh em nha. Đánh 1 tỷ và lẻ này, mở này, không bao giờ sai anh em nha. Kỷ niệm cho em 1 tiếng bạc nữa này. Máy báo rung 2 rồi, cứ cái sóc xong đặt xuống những cái bộ quân nó nhảy nó sẽ thu âm được nha anh em nha. Đánh 1 tỷ vào chắn này, mở này, ai đắt tiếng này chỉ có ra đây mở thôi, mở. Anh em thấy độ chuẩn xác của cái máy thu âm quân vị như nào rồi anh em ạ? Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một dụng cụ, đó là cái máy thu âm quân vị này đi, bát đĩa quân cán hoàn toàn là xe chín là anh em bịp được người ta anh em nha. Bây giờ tôi sẽ để ra bát này để tôi hất tiếp để cho anh em cảm nhận cái đèn và cái độ rung của nó như nào anh em nha. Anh em nhìn thấy chưa, nháy một cái và rung một cái tất nhiên là lẻ rồi, cứ về mặt vị nào nó hất lên nó đã được lập trình rồi, tất nhiên nó sẽ báo chuẩn anh em nha. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ số điện thoại trên màn hình. Nhà mình có 2 cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em nào gần đâu đến nhà thử hàng trực tiếp. Bây giờ tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là say chín anh em nha. Tôi khẳng định luôn, đồ độc quyền chỉ nhà tôi có anh em nha. Đây tôi khẳng định luôn 100% là say chín anh em nha. Anh em mua hàng cầm quân cán và bát đĩa đến hàng thử hàng trực tiếp anh em nha. Anh em này 100% là say chín anh em nha. Anh em này 100% là say chín anh em nha. Cảm ơn anh em xem clip.